Chúng đi xuống ở Nisfa cùng một căn video bóng điện bè điện NPM phía tì đọc mối. Chẳng là không video này cứ nhóm nâng bóng điện ở bà hành hóa tiết tố nâng shortcut nâng nâng NPM. Ok, chẳng shortcut viết nếu nhóm là bà hành hóa mua dùm nổ này tiết tố nâng dân install package chỉ có lục bó gây dùng bà mạch. Ok, lấy ưu thò nhóm thuê ca lục tầng ổn đi cháu. Mà tặng lại nhầm lực phải cả lục cháu cho nhầm delete nó. Ok nhầm delete cháu. Ok cho nên không có cái nhỏ miền ở packet đó chế sẵn đi. Mà lấy nhầm bật cả thầm mây mùi. Mà nhầm bật cả file khe packet đó chế sẵn thầm mây mùi thiệt. Cho nên bây bật cả cứ dùng bật bật command npm init. Mà chúng bờ dương và chọn size xung đuôi rồi bỏ vì thế nếu họ đặt dài màu đó đó yes và rồi có shortcut bảo viết cứ nếu họ đặt đá vài và anh cứ shortcut chấn enter mất chấn cứ việc bật cắt ở auto tên màu và cứ dương và size xung đuôi nhẹ nhàng thì ok và tạo máu nhập bản file mới và cứ file packet json. Ok, lấy những thuốc ca install những thuốc ca install dependency mùi. Ok, giờ lấy những clear child. Cho nên bây install cứ dùng bài command mức vừa tha npm install và tạo mất một dependency một packet để dùng chọn install. Cho nên là dùng chọn install bootstrap chứ là bootstrap tỏ nè, ok. Chẳng anh ấy cứ chia tầm rộng bình mà tầm rộng bình bảo viết cứ npm install và tao thọ bờ sân nhau khi chọn sẽ xây tầm rộng cắt mà chẳng chọn sẽ xây tầm rộng cắt cứ nó hãy lục install cho nó nhưng đặt ai mà tầm rộng cắt bảo viết cứ bạp năng chẳng npm i bootstrap chẳng ai đến cứ tầm nào install. Ok mà chẳng thọ bờ sân nhau khi chọn install via chia global chẳng dân đặt thá đạt đá global mà chắc là nó cứ chỉ tầm rộng bình và dương trong sẽ chỉ tầm rộng cắt đạt đá sorry đá chi mà chắc nó cứ chỉ tầm rộng cắt sọt cắt ok sọt hén ok chắc tiện tô nâng hay mũi tiện ở đó và dương trong ở việc sale nó không nè trong ở bootstrap nó sale nó không file packet đó chế sẵn chân là hồi mình chỉ thầm đá cứ vậy đó đó save mà chẳng nó cứ tùm rộng pinh bởi vì cứ bản năng và ta bởi xin thì nó hồi trong sẽ xe chỉ tùm rộng cát đó F đó nế mà chân ấn phí ấm ai khi tùm năng ở install đá chí cứ bị pinh với cứ global đó mới chua ở packet để dựng chọn install rồi có dependency để dựng chọn install và tạo mất đã save cho mình thay dựng install vì hãy ở phía save được không phá packet đó chỉ xanh. Ok là nhóm chụp enter mất ô xô rìa đi vị trí global mà cho nhóm lục chi cháu nhóm enter long tiết. Ok chẳng khởi trên máy chẳng bút xe bỏ dấu version tập năng mà. Ok, nó cứ tẹt tô nâng shortcut mùi chùm nuôn rồi bỏ NPM. Chẳng vì miền tràn tiệt nhau hãy ách bật cho tầm mở nông website bỏ phía chẳng lẫn. Nhưng mình phải cạp bạc ở đây mới. Chẳng nó hãy ách cho một nâng website rồi bỏ NPM trẻ cho tất cả đọc chung mật bỏ phía máu. Tạo máu nhau hãy chẳng tìm mối cứ dừng cho tất cả đọc chung mật. Hãy chụp lại nè. Ok, là nhầm chụp thời cài với nhầm cho đọc chung mật hãy. Nhầm chụp npm cli u npm và tạo mất chỉ là config mà chân đấy cứ chia shortcut bảo vệ mà chân vì mình tra mình đọc e mà đọc e cứ smart đọc đọc all mà chân mơ tỏ mơ tan nó tới chân đấy mình đọc s mà sell đọc e đọc e đọc e cho nên mà hay đọc yeah đọc đọc y yes. Ok, chân đang cứ chia shortcut ở shorthand một chùm nguồn bỏ command npm chân đã hỏi anh bởi thằng phong nằm bàn. Ok, chân sẵn sàng bây đầu mùi nít cư miên bậc bẩn nắng
chẳng sẽ không than ở trên đồng bình chất nơi video để nhóm bạn với bạn. Ok chẳng giờ là chụp nên video lại tỏ tiết cho mỗi nhóm bạn. Ok chẳng ở con chụp cả tàn đang chẳng giờ là chụp nên video lại.